Hello anh em, trong cái tầm giá đó là 500k, không biết là anh em có mong muốn là chúng ta mua được một cái chiếc máy có tên là Samsung Z5 Prime hay là không. Nhưng mà có một bạn ấy có yêu cầu mình cũng như là cọc tiền cho mình để mua cái chiếc máy này. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp thử nhé. Đây, sản phẩm mà mình mua, anh em có thể nhìn thấy là đã bán được 7 máy, nhưng mà số sao thì cũng không cao lắm đâu. Và của một cái shop này thì chuyên là thay màn hình nhé. Một shop đến từ Hải Dương. Ngày trước thì mình cũng đã mua một vài những cái mẫu máy của iPhone 6 ở trên shop này rồi. Đó, và có một vài lần shop có đăng về Redmi Note 11, Note 12. Mình có inbox qua cho shop, hỏi shop xem là cái máy thì nó có vấn đề gì không, thì shop nói rằng là đã thay màn hình. Đó. Và gần như là cái sản phẩm nào của shop này cũng đã thay màn hình. Không biết là cái chiếc Z5 Prime này nó có bị như vậy không. Đấy. Nhưng mà do có một bạn yêu cầu nên là mình mới mua lại của shop này thôi. Còn thực tế ra nếu mà chúng ta muốn dùng một cái chiếc máy nó zin và ổn định nhất ấy, thì cũng không nên là mua từ shop này nhá. Đó là lời khuyên chân thành ấy. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng là giá hợp lý, rẻ rồi mà. Thực ra rẻ thì chúng ta cũng nên là chấp nhận. Đó, chấp nhận là đã có thay một vài những cái thứ. Và đặc biệt là màn hình nhá. Đây là cái phiên bản mà mình lựa chọn với chiếc Z5 Prime là có phụ kiện đi kèm là củ sạc và cáp sạc. Củ sạc này là củ sạc Samsung. Có nguồn ra cao nhất đó là 9V 1.67A và 5V 2A. Tất nhiên là những cái củ sạc lởm rồi, chứ không có chuyện là sạc zin ở đây. Và một cái sợi cáp sạc micro thôi. Đến với nhân vật chính, chúng ta sẽ nhận được một chiếc máy không biết là ngoại hình như thế nào. Và đây, nhân vật chính của chúng ta, chiếc Samsung Z5 Prime. Ngoại hình phía mặt sau này, chảy xước. Nó không đẹp đẽ như cái sản phẩm smartphone mà ngày trước mình test game cho anh em xem đâu. Cái máy trước mình test game ở trên kênh Mạnh Review ấy, là chiếc Samsung Z5 Prime mà của một bạn gửi qua cho mình. Chiếc máy đó thì nó ngon nghẻ hơn, dán kính cường lực hẳn hoi cơ. Nhưng mà chiếc máy này thì anh em có thể nhìn thấy rằng là cái đường viền này là đã bị hở này. Đây chắc chắn là thay màn hình rồi. Màu sắc nó không đồng màu anh em ạ. Màu sắc giữa cái nút home và cái màn hình này là nó không đồng màu nhá. Cấn rồi thì bị xước, nhất là ở mặt lưng đằng sau. Màn hình thì do là thay nên là nó ngon nghẻ hơn. Mà màn hình này còn đang bị chớp chớp nháy cơ. Đó, không biết là thông qua video này anh em có nhìn thấy rằng là nó bị chớp nháy không. Bây giờ thì nó ổn hơn rồi. Lúc đấy là mình thấy nó chớp nhiều hơn. Một vài những cái thông tin của máy. Đây, thông tin phần mềm này. Nó đang chạy trên phiên bản Android 8.0.0, phiên bản Samsung Experience 9.0. Cái màn hình này hơi sáng quá đúng không nào? Mặc dù là để ở mức độ là 50% thôi, thế nhưng mà mình thấy rằng là nó cũng khá là sáng nhé. Lưu trữ, chiếc máy này chỉ có dung lượng là 16GB mà thôi. RAM thì là 2GB. Nói chung là dung lượng khá thấp. Trong cái phần mô tả của shop hình như là không ghi về dung lượng anh em ạ. Và chúng ta sẽ test đến cái phần quét vân tay. Chiếc máy này vân tay vẫn nhận bình thường, thế nhưng mà tốc độ của nó không nhanh nhé. Rồi, hoàn tất. Mình sẽ thử này. Đó. Nói chung là vẫn ok, vẫn ổn. Không phải là nhanh lắm, cũng không phải là chậm lắm đâu. Ổn đấy. Được cái là vân tay. Còn về cái màn hình này thì nó đang ngả sang cái tông màu xanh, mình cũng không khoái lắm đâu. Còn về camera thì sao? Đây. Camera vẫn ổn áp nhé. Mình sẽ thử quay video một đoạn xem như thế nào. Chất lượng thu âm ra sao. Rồi. Thu âm trên những chiếc máy của Samsung cũng khá là tốt. Về chụp ảnh selfie này. Selfie thì với những chiếc máy này mình để không đánh giá cao đâu. Do là nó khá mờ nhé. Màu sắc thì nhợt nhạt. Tiếp đến là mình sẽ thử test cảm ứng nhé. Ồ, cảm ứng của nó bị lì sao vậy? Đó, lại bị văng này. Mình thấy rằng là ở dưới góc này nó có vấn đề gì thì phải. Đó. Hơi bị mất điểm cảm ứng ở dưới góc này nhé. Mình đã bị văng khá là nhiều lần với cái phần góc này. Nhưng mà thôi, một cái điểm cảm ứng thì nó cũng không quá ảnh hưởng đến màn hình đâu. Chấp nhận được.
Còn ngay bây giờ thì mình sẽ test đến phần gọi điện nhé. Chiếc máy này chúng ta sẽ có hai dạng khay SIM. Đó. Khay SIM trên và khay SIM dưới. Khay SIM trên thì nó sẽ chỉ gắn được một SIM. Khay SIM dưới thì nó sẽ có thể là vừa lắp được SIM vừa lắp được thẻ nhớ nhé. Hai khay hẳn hoi. Đó, khi mà mới mở lên ấy, màn hình nó hơi bị nháy. Còn SIM ấy thì nhận rất là nhanh. Ok. Ồ, khi mà gọi này, màn hình này không ổn rồi anh em ạ. Ôi trời. Đúng là màn hình của chiếc máy này bị vấn đề thật anh em ạ. Đây này, bây giờ là nó bị loạn cảm ứng rồi. Đó, đó, đó. Khi mà mình mới lắp SIM vào ấy, thì nó đã bị vấn đề như vậy rồi. Khá là khó hiểu. Bây giờ đã chuyển sang loạn. Còn về cái phần loa thoại khi mà chúng ta gọi điện ấy, nghe loa khá to luôn. Few minutes later. Và để cho chắc chắn nhất thì mình sẽ tháo cái khay SIM thứ hai ở phía bên dưới này. Xem là nó có xảy ra cái hiện tượng như vậy nữa hay không nhé. Hay là chỉ bị ở cái khay SIM thứ nhất thôi. Và mình vừa mới lắp vào này. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy rất rõ là chiếc máy này lại xảy ra cái hiện tượng bị loạn cảm ứng rồi. Ừ. Màn nháy này. Loạn cảm ứng nữa. Rồi. Vậy là chúng ta cũng đã chắc chắn được rằng nó đã bị ảnh hưởng về phần cứng nhé. Khi mà chúng ta lắp SIM vào nó đã có một cái điểm chạm với cảm ứng của màn hình tác động trực tiếp. Khi mà mình tháo ra thì nó lại yên lành, không sao cả. Và rồi, tổng kết lại thì cái chiếc máy này nó đã không ổn do là trục trặc về phần cứng khi mà lắp ráp màn. Chúng ta lắp SIM vào thì nó đã có những tác động không hề nhẹ. Đó là gây loạn cảm ứng. Bản thân mình nghĩ nếu mà với chiếc Z5 Prime nó là màn zin cũng như là ngoại hình thì rơi vào tầm khoảng là 90%. Vẫn ổn thôi. Trong cái tầm giá là 500k chúng ta vẫn nên lựa chọn mua. Nếu mà chúng ta không quan trọng về phần ngoại hình của nó, thiết kế cũ bởi vì là nó lắp được hai SIM hai sóng kèm luôn cả thẻ nhớ. Chiếc máy này còn có cảm biến vân tay. Đấy, loa thì to đấy. Rồi thì lại là của Samsung. Camera vẫn ổn áp nhé. Ngày trước mình sử dụng cái chiếc máy kia pin của nó cũng trâu đấy. Còn đối với chiếc máy mình mua này thì nó đã bị lỗi về phần cứng rồi. Lỗi như thế nào anh em cũng đã biết. Còn anh em có những góp ý đóng góp như thế nào với cái video đánh giá test của mình như thế này, có thể comment bình luận ở phía bên dưới video cho mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.